Đây là video trong chuỗi các bài tập cảm âm của thầy Phú Vinh. Cao độ vừa nghe là nốt La. Cao độ vừa nghe là nốt Đô. Cao độ vừa nghe là nốt Mi. Cao độ vừa nghe là nốt Fa. Cao độ vừa nghe là nốt Đô. Cao độ vừa nghe là nốt La. Cao độ vừa nghe là nốt Dê. Cao độ vừa nghe là nốt Si hoặc Chi. Cao độ vừa nghe là nốt Son. Cao độ vừa nghe là nốt Dê. Cao độ vừa nghe là nốt Fa. Cao độ vừa nghe là nốt Mi.
Cao độ vừa nghe là nốt. Đô. Cao độ vừa nghe là nốt. Si, hoặc, chi. Cao độ vừa nghe là nốt. La. Cao độ vừa nghe là nốt. Mi. Cao độ vừa nghe là nốt. Son. Cao độ vừa nghe là nốt. Si, hoặc, chi. Cao độ vừa nghe là nốt. Đô.